Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cách mạng hóa việc quản lý mối quan hệ khách hàng. Hãy tưởng tượng bạn có một hệ thống CRM, quản lý quan hệ khách hàng, sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI, không chỉ giúp theo dõi khách hàng mà còn chủ động thúc đẩy quy trình bán hàng của bạn. Nghe hấp dẫn phải không? Cùng tìm hiểu nhé! Trước tiên, điều gì khiến CRM sử dụng AI trở nên nổi bật? Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là lưu trữ dữ liệu khách hàng nữa, mà là tận dụng dữ liệu đó để dự đoán hành vi khách hàng và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn. Hãy nghĩ về những email được cá nhân hóa, chậm đúng nhu cầu, hoặc những hoạt động theo dõi tự động, không bao giờ bỏ lỡ nhịp nào. Đó chính là sức mạnh của AI. Bây giờ, hãy nói về các tính năng. Một trong những CRM sử dụng AI hàng đầu hiện nay, cung cấp tính năng chậm điểm khách hàng tiềm năng thông minh. Điều này có nghĩa là hệ thống có thể xếp hạng khách hàng tiềm năng của bạn dựa trên khả năng chuyển đổi của họ. Vì vậy, bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho những mục tiêu không hiệu quả và tập trung hơn vào việc chốt đơn hàng. Thật tuyệt vời phải không? Một tính năng đột phá khác là phân tích dựa trên AI. Với những thông tin chi tiết theo thời gian thực, bạn có thể nhanh chóng phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhanh hơn bao giờ hết. Cho dù đó là việc nắm bắt sở thích của khách hàng hay xác định thời điểm tốt nhất để tiếp cận, AI sẽ giúp bạn xử lý những công việc nặng nhọc. Bạn chỉ cần tập trung vào việc xây dựng chiến lược và đừng quên tính năng tích hợp. Một CRM sử dụng AI tuyệt vời sẽ kết nối tốt với các công cụ khác mà bạn đang sử dụng, chẳng hạn như nền tảng email marketing hoặc trang web thương mại điện tử của bạn. Tích hợp liền mạch đồng nghĩa với quy trình làm việc mượt mà hơn và ít rắc rối hơn. Nhưng tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp nhỏ của bạn? Nói một cách đơn giản, nó có nghĩa là tăng trưởng. Bằng cách tự động hóa các tác vụ thường xuyên và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động, bạn có thể tập trung vào những gì thực sự quan trọng, xây dựng mối quan hệ và tăng doanh thu. Nó giống như việc có một trợ lý bán hàng siêu năng lực, luôn đi trước một bước. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng nâng tầm CRM của mình, đây là lúc để khám phá những CRM sử dụng AI hàng đầu hiện nay. Đừng chỉ quản lý khách hàng của bạn, hãy thu hút họ, hiểu họ và chuyển đổi họ nhanh hơn và thông minh hơn bao giờ hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để xem thêm các mẹo cách mạng hóa doanh nghiệp của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hãy tiếp tục đổi mới và phát triển.